mình mà có 673.000 tỷ thì chắc chắn đầu tiên phải nộp thuế cho nhà nước rồi. À, cho là 10% đi là mình sẽ còn 606.000 tỷ. Đầu tiên là mình phải nghĩ tới người khác, mình làm việc thiện, mình giúp ích cho đời đã chứ không phải nghĩ cho bản thân được. Mình sẽ trích ra 40% làm từ thiện là tương ứng với 242.000 tỷ là mình vẫn còn 364.000 tỷ. Đã. Mình sẽ nghĩ đến những người bạn thân của mình đầu tiên đã cùng mình đồng cam cộng khổ, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau gắn bó và giúp đỡ mình qua một cái khoảng thời gian. Bây giờ cho mỗi đứa 500k luôn, cho hẳn 500k, 364.000 tỷ thì cho mỗi đứa bạn thân 500.000. Mà có nhiều quá không nhỉ? Nó cũng đâu có làm gì quá nhiều cho mình đâu, thôi 300 thôi. Trừ bớt đi. Mỗi đứa 300 thôi. 300. Rồi, bây giờ sẽ là cho bố mẹ. Bố mẹ thì cho bố mẹ 100 tỷ. Nhiều khi cho 100 tỷ bố mẹ còn không biết dùng gì cho hết ấy. Cho 100 tỷ tức là mình sẽ còn 363.900 tỷ. Rồi. Thì tiếp theo mình sẽ nghĩ, bây giờ mình đến lượt mình này. Đấy, bây giờ mình đến nghĩ cho bản thân mình. Mình sẽ mua nhà này, mua đất, mua xe, mua hàng hiệu. Cho là mất 200 tỷ đi thì mình sẽ còn 363.700 tỷ. Đấy, vẫn còn một số tiền lớn như thế này. Mình dùng tiền mình mua chuộc lại hết tất cả những người mà mình thấy hợp gu, những người mà mình thấy thích. Mình sẽ mua về chạy vòng quanh xung quanh nhà cho mình ngắm chơi vậy đó. Không thể mua chuộc ai bằng tiền, nhưng mà rất nhiều tiền thì sẽ khác. Đó, khi mà đã có quá nhiều tiền, mình sẽ không cần bật nhạc nghe, mà mình sẽ thuê hẳn ca sĩ về hát live cho mình nghe luôn. Mình sẽ thuê Taylor Swift về, thuê BTS, thuê Lana Del Rey, tất cả những ca sĩ mà mình yêu thích thuê về tận nhà hát cho mình nghe luôn. Sau đó mình sẽ chi tiền đi du lịch vòng quanh thế giới. Nói chung là vẫn còn dư rất nhiều. Thì mình cứ ghi lại một cái bản thừa kế đi. Khi mà nếu mình xài không hết thì số tiền còn dư lại sẽ để cho con cháu và làm tiếp tục từ thiện cho những đời sau. Ôi, mình cảm thấy mình thật là tốt.